loại gái ngoan. Tức là em rất là vâng lời mẹ, ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa vậy. Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Em đều có biết nhận nhận mình xưa được rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy Tiên, 25 tuổi, em đến từ Phú Yên ạ. Hiện em đang làm thiết kế nội thất ạ. Thôi, mời bạn. Mình tên là Lê Phúc Vinh, y sĩ đông y có phòng khám chẩn trị học cổ truyền. Và mình cũng buôn bán nông sản sạch. Bạn bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36? 36 tuổi, ồ. Tuổi nó cũng 26 chứ, kẻ măng mà. Có khai gian không? Chắc tại thuốc y học cổ truyền đó. Nhờ uống thuốc thì mốt tròn mớ nha. Ở đây là một cô gái trẻ mới có 25 tuổi thôi. Ủa nói nghe nè, lấy chồng lớn hơn tới mười mấy tuổi là anh chịu không? Phong cách trẻ trung thì cũng đúng được. Rồi chứ phong cách này trẻ lắm mọi người. Ổn định sự nghiệp tốt thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu nào? Điểm mạnh của em đó là em là thể loại gái ngoan, tức là em rất là vâng lời mẹ. Thể loại gái ngoan. Vâng lời mẹ là sao? Dạ ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa vậy. Chà, chết rồi. Mẹ dặn ra đường là phải canh chừng, phải cẩn thận với con trai. Nhất là mấy anh con trai lớn tuổi hơn mình nhiều, mấy người đã dày dạn kinh nghiệm là nguy hiểm lắm. Mình cũng y học cổ truyền cho nên mình có cái gì đó cũng cổ truyền nếu vậy mình thích. Lý do sao mà ế tới đây dữ vậy bạn? Chắc tại nói nhiều anh. Chứ đi ngủ mới không nói thôi. Khám suốt ngày, nói suốt ngày. Cũng đâu có sao đâu, đó là nghề nghiệp mà. Ủa bạn có mối tình nào chưa? Mối tình thì nhiều lắm chị Tuyền ơi. Nhưng mà 2/3 đó là hình như đi với chồng hết rồi. 1/3 còn lại thì cũng có để ý thương mình, mà cuối cùng là cũng không đi tới đâu. Từ đó buồn cái thất tình luôn, từ đó tới nay là khoảng năm mấy. Năm mấy rồi đó hả? Bây giờ bạn muốn đi tìm một mối tình tiếp theo để đi đến tương lai xa hơn như thế nào? Bạn nói luôn để coi có hợp bên kia không? Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Em đều có biết nhường nhịn mình xíu được rồi. Sao em không nhường nhịn ta mà bắt ta nhường nhịn em? Nói nhiều chứ, em nói nhiều quá. Bây giờ là kêu em nhường nhịn ta sao được, không biết chắc dễ ế đó. Muốn ngoại hình mập ốm cao thấp gì sao không bạn? Cao trên 1m6 là được. Rồi có luôn, bao hàng bạn luôn. Da trắng tóc dài nha. Trắng hơn mung chút. Rồi hôm nay Linh mẹ có dặn dò là đi tìm con rể tương lai như thế nào không? Mẹ em cũng có dặn là tìm người phù hợp, phải có chí hướng và có ý chí tiến thủ chứ không phải là người an phận ạ. Cái đó được, còn gì nữa? Ngoài ra thì em không thích những người mà hút thuốc, nhậu nhẹt hay là nóng tính gia trưởng ạ. Bạn nữ mới nói yên tâm, mình hút thuốc nhậu nhẹt thì không có rồi đó. Tại thầy thuốc mà. Gia trưởng có không? Gia trưởng thì em cũng không biết nữa, chưa kiểm tra chưa biết. Em là quê đâu? Quê Tây Ninh anh. Tây Ninh này, chắc không gia trưởng đâu. Rồi yên tâm. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình thì em thích ca sĩ Hồ Trung Dũng. Sáng sủa. Sáng sủa đây. Sáng sủa. Trời, ba mấy tuổi đây hả? Trẻ dữ vậy ta. Nhìn không nghĩ ba mấy đâu ha. Ủa sao mình đang thù lùi mà mình thích trắng như vậy? Giờ cho nó cân bằng cái chưa? Cân bằng gì? Giờ đen đen trắng trắng ở khi mà hơi phối hợp nha thì cuối cùng nó ra cà phê sữa vừa chị. Mà mình có tật xấu gì không bạn? Tật xấu em là nói nhiều quá. Rồi tới hồi có bạn gái rồi thì dành nói hết không cho ta nói gì trơn, phải lắng nghe mới thấu hiểu được chứ. Đâu đó cũng phải nghe chứ. Nói gì nói phải có người kèm em lại. Tính là chừng nào lấy vợ đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ nếu được thì năm sau. Có lấy vợ và ở đâu? Chắc nếu ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được là sao? Thì bên nhà vợ hay là bên nhà vợ hay là bên nhà mình cũng được. Nói chung nhà mình thì đầu tiên hơn. Có nhà chưa? Thì xây thì cái chuyện nhỏ mà. Có đất rồi hả? Có đất rồi. Thì đó nói rõ vậy đi. Thì hay coi kỹ. Coi kỹ lắm. Mấy bạn nữ có nhà vậy cho mà lấy, còn có nhà không có lấy. Đúng rồi. Ủa sao bận đồ tây mà mang đôi giày thể thao? Dạ em cũ của em giày tây lên mà có điều thôi, giày tây bó buộc chịu không nổi. Em thích thống thoáng thoải mái hơn vậy. Sao mang dép? Sao thắt cà vạt luôn đi. Cũng có đem theo luôn á chị. Vậy á hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thấy mình thoải mái vẫn hơn chị. Đúng rồi. Ăn mặc sao thoải mái được rồi. Quan trọng là mình đối nhân xử thế thế nào, đâu phải quần áo đâu đúng không? Rồi để anh coi bên đàn gái sao nha. Trời ơi, bên gái ngon lành. Dạ, em chào anh em. Quá dễ thương luôn. Nhà mẹ là không có cho đi chơi hả? Dạ, bây giờ thì mẹ bắt phải đi chơi. Bắt phải đi chơi. Mẹ muốn có con rể rồi đúng không? Dạ. Bên em có nhu cầu ở rể không? Dạ có. Có luôn hả? Nếu anh lấy về Phú Yên anh mở tiệm đông y được không? Dạ được ạ, nhà em cũng làm về y ạ. Ủa gì hả? Dạ mẹ em là bác sĩ ạ. Tây y?
Dạ. Bên đây đông y, tây đông y kết hợp. Ồ hay quá. Dạ. Được. Anh này nói 36 giờ nãy anh không tin nên mà sợ khai gian, bởi anh cũng trẻ lắm ha. Người lớn tuổi người ta chững chạc lắm. Bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường. Mày nói anh nói bớt bớt lại chút được không? Được. Trời ơi, gặp người này thì khỏi nói luôn. Ờ vậy đi chứ. Hey. Nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói rồi sao? Được lắm hả? Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ có em trai của em và bạn của em ạ. Rồi. Chị chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Anh đẹp trai chưa? Đó. Anh cũng nghe chị em tâm sự rồi á. Chị em là gái ngon. Cho nên nếu mà anh có bắt nạt chị em thì cẩn thận ạ. So với tuổi 36 của anh thì trông anh có vẻ trẻ hơn nhiều. Theo nhận xét của em thì anh cũng tương đối là ok. Được. Hôm nay mình đi có người thân đi theo không bạn? Có mẹ và hai thím, thím tư và thím sáu. Chào bác. Chào các bác. Chào chú Nguyễn Linh. Dạ. Cô Cát Tường. Dạ. À, bác thấy cô gái này như thế nào vậy bác? Nó toàn dạng hết, cái gì cũng được. Dạ, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Nói chung là ngoại hình cái gì cũng được. Dễ thương. Dạ. Ừ. Nhưng mà ví dụ như là con trai bác hay đi làm rể thì bác có đồng ý không, hay là bác thích về làm dâu bác hơn? Không, thì tùy ha, chỗ nào mà con nó thích thì mình chiều. Nếu mà con nó thích thì mình chứ ủng hộ cho nó ra riêng. Giờ thì đất cát thì mình cũng chia cho nó hết rồi. Chia hết rồi. Trời ơi. Bác thấy cặp này là nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được bác? Con nó dằn xếp sao được, cái gì mình chịu theo nó thì thôi. Ta nói rồi, đất cát chi hết rồi. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, hỏi ý kiến ha, hay gì coi sao? À, tôi là thím mà, và nhận xét thấy thì tạm thời kêu cháu dâu đi. Dạ. Dễ thương. Dễ thương lắm. Thì rất xứng với cháu của tôi á. Dạ. Thím kế bên chịu không thím? Chịu luôn. Vậy thôi. Rồi vậy thôi á thím, cảm ơn. Em chị nói một câu gì đó với bác gái đi. Dạ con cũng hy vọng nếu mà có duyên thì sẽ được kết tình thông gia. Trời. Thôi, ổn rồi, cảm ơn bác. Thấy cả hai bên hơi ổn rồi đó. Bây giờ quan trọng là hai trẻ thôi nha. Thôi kéo màn lên. Rồi. Chúc thành công. 2 phút có thấy đôi dài xa dễ sợ không? Giấu đôi dài vô. Em có muốn ngồi tặng anh hả? Không bánh chưa. Xin lỗi em nha. Ta Phú Yên vô, ta có quà luôn chưa? Tại vì thời gian nó không có kịp để chuẩn bị. Cho nên để bù cái nhịp sang chiều khác sau ha. Dạ, không sao mà. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh được ạ. Chỉ được thôi hả? Dạ. Dạ, cho em hỏi là nhà anh có nuôi chó không ạ? À, có chứ. Em rất là sợ chó. Ồ, trời, không sao đâu, chó nhà anh hiền lắm. Chưa thấy ai mà yêu nhau gặp hỏi anh nhà anh có nuôi chó. À, bây giờ đi ha. Bây giờ ba qua, em có cái quà đó qua bên đi. Bây giờ bắt mạch thử cơ cô gái sao? Đoán nhịp tim coi sao? Tim rồi là biết hết mà. Không mà sao bắt vô là bắt vô là điểm nhịp tim không được có gì. Bậy. Tay trái. Ủa sao phải tay trái em? À thường thường á là bắt mạch vô cái bộ mạch đó bên đây là thốn hoàn xích mà nó bắt tay trái. Mạch. Trời ơi, điềm tĩnh dễ sợ luôn, mạch bình thường. Bởi vì con nói được thôi đó. Rồi cứ bắt đi bạn, bình tĩnh bắt đi, người ta có bệnh gì không? Sao? Nó thật sự là rất là khỏe, không có bệnh gì hết. Mày dạ. Khỏi bắt tận đoán rất là khỏe chị. Không, lại nhìn qua cái sắc diện, qua làn da là em đã đoán được rồi. Đoán như thế nào ạ? À, thường thường thì nói là cái da, cái tóc là gốc con người. Thì em có làn da cũng đẹp cho nên là nghĩ là với lại qua có bộ mạch của anh mà bắt nó thì thấy rất là ổn. Thôi bây giờ nói cho bạn gái nè, thế bạn cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ, bạn gái thì rất là dễ thương anh. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Nói chung là chuẩn cái size của em. Trời, có size luôn hả? Size này size gì vậy? Là quá tuyệt vời rồi. Rồi, cảm nhận của bạn nữ và bạn nam như thế nào? Dạ, em thấy thì anh cũng hiền. Nhưng mà có điều là anh hơi ớn một tí à. Cái đó chắc phải chờ cái người nào đó chăm sóc cho mình. Chưa có phụ nữ chăm sóc vậy thôi. Nhưng mà bạn nam nói nhiều lắm, bạn nữ có ngại không? Dạ em nghĩ có thể là sẽ bù đắp vào cái phần mà em đang thiếu. Đúng rồi. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì em làm ở đâu, quận mấy? Xin chia sẻ với anh thì hiện giờ em đang làm ở Bình Thạnh ạ. Thì anh cũng đang theo học ở cái lớp là quản trị kinh doanh, cũng ghé Bình Thạnh thường xuyên. Hiện tại thì anh đang làm ở đâu ạ?
Hiện tại thì anh làm ở nhà phòng mạch. Phòng mạch đã nằm trong nhà mình luôn hả? Dạ. Mình là thầy chính luôn hả? Dạ. Trời ơi trẻ dữ vậy. Tính tới chuyện kết hôn luôn đi. Rồi em có dự định là nếu mà kết hôn thì mình có bao nhiêu con không? Để anh tính, dạ. Anh bắt mặt hút thuốc á cho nó bồi dưỡng sanh con cho nó tô ok mà. Dạ thì em thích hai con. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ, đúng theo ngành y. Dạ. Anh cho em hỏi là nếu giả sử như mình là một đôi thì anh có dự định gì cho cái việc hẹn hò hoặc là cùng làm gì với người yêu không ạ? Nếu mà em làm ổn định chỗ nào thì cứ làm chỗ đó. Thì anh ủng hộ công việc của em trước. Cái thứ hai nữa là công việc của anh đó là mình phải chăm sóc bệnh nhân. Mở phòng mạch ra rồi bắt buộc mình là có thời gian là cũng nói chung là nó bận rộn. Cái đó em phải thông cảm cho em, cho anh chút xíu chỗ đó. Cô hiểu mà, nhà của bác sĩ mà. Em yên tâm đi, chồng mà lớn hơn mười mấy tuổi cưng vợ dữ lắm, lo hết á, sướng lắm. Thôi bây giờ bắt mặt lại nè, nãy giờ là chưa, nãy vô chưa đập, bây giờ bắt mặt lại thử đập chưa. Bắt mặt lại thử, thử đi. Đó, thử có đập là đập chưa. Còn chưa đập bó tay luôn. Rồi kiểu này chắc mình về Phú Yên rồi, có tăng tốc xíu xíu. Hết thời gian. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, đúc kết lại, xem tim mình có đập thật sự hay không. Hãy làm đúng với trái tim của suy mình các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tiếc tiếc là em gái không bấm nút. Thật sự là cũng như chia sẻ với anh chị thì em cũng rất là quý anh. Và nhưng mà tức là em vẫn chưa cảm thấy con tim mình thật sự rung nè. Không sao cả. Rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Chưa chắc không bấm ở đây mà trong cuộc sống mình không bấm đâu. Biết đâu được ngày nào đó tự hai bạn sẽ tìm đến và bấm với nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelan. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được một nửa của mình đâu đó trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/bạn muốn hẹn hò và làm theo các bước. Bước 1, truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2, điền đầy đủ thông tin vào các ô, điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ. Mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán. Tên, nhập tên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chọn vào ô chương trình truyền hình, sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3, nhắn tin chứng thực số điện thoại, soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. Em thì em muốn tìm người bạn gái hiền chút, dễ thương một chút. Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Nhịp đập của trái tim mà đôi lúc mà lý trí cũng không thể điều khiển được con tim đâu thưa quý vị. Hai chiếc vé xem phim này á sẽ để cho cặp thứ hai. Cặp thứ hai biết đâu được. Còn nếu cặp thứ hai mà không nhận nữa thì tôi và cặp thứ ba. Cặp thứ ba. Thứ ba. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta giới thiệu về mình. Em tên là Thắng, thì hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Biên Hòa. Quê em thì ở Nghệ An. Bạn làm nghề gì bạn Thắng? Dạ, em đang làm nhân viên vận hành máy, sản xuất về hộp số xe hơi. Năm nay 31 tuổi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Ngọc Hằng, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai, hiện tại em 26 tuổi. Và em đang làm nhân viên xuất nhập khẩu cho một công ty Hàn Quốc. Ồ, vậy thì gần nhà nhau rồi. Em từ Nghệ An vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào cũng khá lâu rồi vì em sống tự lập thì em vào đây từ năm 2004 bây giờ. Cũng rất là lâu rồi đúng không? Vâng. Chưa tìm được mối tình nào à? Trước đây thì em cũng có yêu một người. Nhưng vì cũng cái lúc đó thì có lẽ là do cái suy nghĩ của mình cũng chưa có cái gì đó chín chắn lắm. 31 tuổi rồi, vậy thì cái thời điểm này là thời điểm lập gia đình rồi đấy. Bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào?
Em thì em muốn tìm người bạn gái hiền một chút, dễ thương một chút. Một chút thôi hả? Vâng. Cái tương lai á, em có khát vọng gì không? Cái khát vọng của em vẫn muốn kiếm được nhiều tiền, giúp đỡ những người khác, đặc biệt như vừa rồi. Thì ở quê em, nó có những cái điều đó là cái thiên tai xảy ra. Bạn rất xúc động khi nói về quê hương của bạn. Em ở Tân Kỳ. Tân Kỳ. Vâng. Trời, tôi vừa mới Tân Kỳ km số 0 đúng không? Vâng. Là cột mốc số 0. Cột mốc số 0. Ở đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh. Vâng. À, nơi đó bà con cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, nên khi mà bạn nói điều đó thì tôi thấy bạn rơm rớm nước mắt. Rồi bạn gái bên kia, bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Người yêu chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh, có biết ca hát, có tài lẻ gì đó. Mình biết ca hát hay là mình có tài lẻ gì không bạn? Em cũng hay hát nhưng mà em hát cũng không hay lắm. Rồi hát thể loại nào mà bạn thấy tốt nhất? Rồi một tràng pháo tay cho bên đàn trai. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mặt em u sầu là cả muôn trời thơ. Hay đấy, giọng hát này là có giọng hát đấy, giọng hát hay đấy. Hát nữa ấm áp, ấm áp, truyền cảm, truyền cảm, đúng rồi. Mình không thích điều gì ở người bạn trai? Em không thích con trai quá độc tôn, không thích con trai hút thuốc và cũng không thích con trai có quan hệ trước hôn nhân. Cái điều này quan trọng. Anh chào chị. Chào em quen với bạn gái em có đòi hỏi trước hôn nhân không? Không chị. Và em là một người đàn ông, em cũng đồng với quan điểm là mình không nên có quan hệ trước hôn nhân. Cái đó nó sẽ thiệt thòi cho phụ nữ rất là nhiều. Bạn có tật xấu gì không? Em hay khủng bố người ta, những cái bản nhạc rock kinh điển. Cái gì? Nổi hứng lên và cái đàn ai khi em hồn hát. Rồi bây giờ nó có để chút khủng bố bạn gái kia tạo ấn tượng. Bạn gái kia chắc thích nhạc rock lắm. Mà có hút thuốc không? Thỉnh thoảng em có hút. Phụ nữ người ta không thích những cái đó mình bớt đi. Rồi em bỏ được mà chị. Đâu ra đứng lên coi tướng tá coi, cao ráo không? Thấp chị. Thấp chung. Hả? Có khỏe không? Em rất là khỏe. Trước đây em là một võ sinh. Ghê vậy? Thủ và thế võ thôi. Đúng rồi. Coi. Lâu rồi chị, em cũng nghỉ khá lâu vì em phải thử một vài đường coi sao chứ. Giờ một mà mua võ, hai là hết đất, chọn cái nào? Em thấy đất thì mua võ mà quần áo này không mua được. Rồi vậy hết đất đi. Mấy cái chị? Em hết sức của em là mấy cái? Năm cái. Năm cái mà tôi gả vợ cho ông à? Ông nghĩ sao vậy? Theo anh Quỳnh Linh thì bao nhiêu cái? Trên đây là 20 cái đủ lên, không mới được vợ. Để em thử. Thử đi. Không được không gả gì. Không được không gả. Thế thôi. Tưởng gì khó lắm. 1 2 3. Hít chi sâu dữ vậy? 4 5 6 7. Này chất lượng quá ha. 8. Mấy ông kia hít ăn gian không à? 9 10. Cái chân cắm xuống đó luôn á. 11 12 13 14 15 16 17 18. Nhẹ nhàng quá ha. 19 20. Rồi khỏe về à. Rồi khỏe về được. Chất lượng. Hay đấy. Hết đất chất lượng nha. Còn lực nhiều lắm nha. Đúng rồi, chứ không phải mà hết nửa lên đâu. Xong đâu. Mặt không đỏ không biến sắc ha. Đưa nhịp tim coi, nãy mới học cái vụ bắt mạch nè. Rồi ngưng đập bắt rồi. Lộn. Bắt tim bắt bên này chứ. Thấy chưa, dở ẹt mất mạch mà cũng mất sai nữa. Đến qua coi đàn gái, anh thử đàn gái hít đất bằng đàn tay không nha. Hít đất sao em? 20 cái sắc rạc như đất luôn em. Nói chung thế này nè, anh thấy anh này sống rất có trách nhiệm. Khi nhắc về quê hương anh ấy, chút xíu thôi, nước mắt lưng tròng liền. Đây là những con người sống bằng cái tình cảm. Em hiểu không? Mà những người nào sống bằng cảm xúc, bằng tình cảm là những người tốt. Theo kinh nghiệm của anh là như vậy. Vấn đề để tìm hiểu nha thôi. Anh thấy ổn đó. Dạ. Cô bên đây là cũng thấy hợp với em đó em. Hôm nay mình đi có nàng gái mình có ai đi theo ủng hộ không em? Dạ hôm nay chỉ có mình mẹ em đi thôi. Ồ có mẹ là quá tốt rồi. Dạ chào cô. Cô nôn gả con gái chưa cô? Dạ. Chừng nào mình gả đi được hả cô? Dạ thì cháu tìm hiểu mà thấy được thì tôi cũng gả. Dạ cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể như thế nào không cô? Đây thì bây giờ là tùy cháu thôi. Cô thấy anh này hợp lý không cô? Dạ, thấy thì cũng được. Nói gì vậy, coi bác. Chào cô. Con thì hiện tại con đang làm ở bên khu công nghiệp Avatar.
Ở đây thì con chỉ là ở trọ thôi, vì con sống tự lập thì cũng khó khăn. Thì con hy vọng rằng là sau này con sẽ được gặp bác và nói chuyện với bác nhiều hơn. Con rể này được hả bác? Con gái đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Trời ơi mẹ dễ nếu quá mẹ trời của đất hả? Trai đi với ai bạn trai? Em đi có với một người bạn đang ngồi đây và đang đi làm mà vội vàng chạy đến đây. Mặc đồ đi làm luôn ha. Thôi chào bạn. Bạn nhìn thấy cô gái này như thế nào? Có hợp với bạn của mình không? Dạ. Bạn gái này rất là xinh, thấy là hai bạn cũng khá là hợp nhau đấy. Rồi, như vậy là ổn rồi ha. Bây giờ chúng ta cho hai bạn gặp nhau để coi như thế nào. Trò chuyện nha bạn nha. Em đồng ý là mẹ đồng ý luôn đó. Cố gắng thuyết phục cô gái. Chào em. Dạ, chào anh. Em có muốn quà. Anh có quà tặng em. Dạ. Anh con. Em có gì cần hỏi anh không? Nếu mà trong cuộc sống anh có thể chia sẻ hết mọi thứ với người bạn đời của mình hay không? Một người làm một việc có thể khó, nhưng hai người làm một việc chắc chắn nó sẽ dễ hơn. Anh cũng muốn tương lai mình sẽ tìm cho một người để mình chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái quyết định của mình. Anh có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người vợ tương lai của anh hay không? Có chứ. Người ta nói là đàn ông thường họ không thích làm việc nhà và họ thích làm việc lớn. Nhưng theo anh thì muốn làm được việc lớn thì phải làm được việc nhỏ. Dạ. Anh có suy nghĩ về việc ở rể không? Câu đó hay đó. Cô gái thì rất là thẳng thắn. Thực ra thì em không muốn là người con trai ở rể. Tuy nhiên do nhà em là giờ có một mình em thôi, mà họ hàng em ở ngoài Bắc hết, nên nhiều khi có việc cần hay gì đó thì lại không có ai lo lắng cho hết. Anh nghĩ thì cái chuyện đó nó không có quan trọng lắm. Quan trọng là mình ở đâu và phát triển được chính cái bản thân của mình, làm việc và cũng chăm sóc những cái người thân của mình. Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn, kể cả những bậc người con chăm sóc bố mẹ, đó là một cái nghĩa vụ. Dạ. Rồi, bây giờ nếu như hẹn hò thì sao nhỉ? Anh cũng hứa sẽ đưa em đi những nhà hàng sang trọng, mua cho em những món đồ xa xỉ, nhưng anh hứa sẽ đưa em đi cà phê vào những dịp cuối tuần, đưa em những cái nhà hàng nhỏ đi ăn, uống gì đó và sẵn sàng chia sẻ với em trong cuộc sống. Dạ. Dạ, em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội được ai đó chở đi chơi vào những dịp cuối tuần, không phải lẻ là một mình. Cũng được đi xem phim, cũng được đi ăn, cùng nhau trải nghiệm những điều trong cuộc sống. Vậy thì cuối tuần này anh sẽ chở em đến Lotte xem phim nhé. Dạ. Rồi. Hồi nãy còn bài rock. Bài rock. Hát một đoạn rock. Bài rock. Nhìn thẳng bạn gái nha. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ngồi xuống đi. Rất là lãng mạn quá. Lãng mạn không? Gương mặt phu thê không? Đẹp đôi không? Dễ thương không? Dạ. Dạ, rồi. Rồi. Sau khi có bài hát rock tỏ tình, chúng ta sẽ đến tới thời khắc quan trọng nhất. Đó là thời khắc chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Hãy làm theo trái tim của mình. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Đẹp đôi lắm. Xin phép mẹ đi. Con muốn xin phép bác sẽ cho con được chở em đi chơi vào một dịp cuối tuần. Đồng ý rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí trọn gói là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/bạn muốn hẹn hò và làm theo các bước. Bước 1, truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2, điền đầy đủ thông tin vào các ô.
điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ. Mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán. Tên, nhập tên chương trình bạn muốn hẹn hò và chọn vào ô chương trình truyền hình. Sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3, nhắn tin chứng thực số điện thoại. Soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. À, hôm nay là một ngày cũng một chút tiếc nuối nhưng một chút cũng rất là vui, mong rằng hạnh phúc sẽ mau đến với cặp đôi thứ hai quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn Nhãn Hàm Mắt Ha, Viên Uống Ngăn Ngừa Rụng Tóc đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mới Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi. Trời đất ơi. Anh có bệnh dị người không anh? Bệnh gì em? Mời bạn nam. Rồi. Mời bạn nữ. Rồi đi bạn. Dạ. Rồi, ngồi em gái. Chúng ta hãy nói lớn lên, trao đổi với nhau để cảm nhận đầu tiên là tiếng nói của nhau nha. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, cùng quý vị khán giả và bạn nam bên rạp bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay là em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Tuấn Long, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Hiện tại thì em sống ở Sài Gòn và em làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì dự định tương lai là em sẽ về Đồng Tháp, quê hương của em để làm việc. Đồng Tháp thì cách Vĩnh Long có 20 mấy cây thôi. Dạ, ở sát bên luôn chị. Sát bên đúng rồi, nhưng mà có điều bây giờ đang hẹn hò nè. Đầu tháng sau là em về Đồng Tháp luôn rồi. Ủa? Đầu tháng sau là chuyển về công tác Đồng Tháp luôn á hả? Dạ đúng rồi, em về chơi gần nhà em chứ gần gia đình đó chị. Rồi vậy thì quá dễ rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với nhanh nhẹn và biết chăm sóc gia đình, chăm sóc thú cưng. Hả? Dạ. Em nuôi thú cưng gì? Dạ em nuôi mèo với nuôi chó. Nhiều không? Dạ 4 con mèo với 1 con chó. 4 con mèo? Dạ. Trời ơi dữ vậy. Rồi. Còn điểm yếu của em thì em đôi khi hơi nóng vội với hay quên. Rồi. Vậy thì ưu điểm, khuyết điểm của em trai là gì nè? Em chơi thể thao cũng khá, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, đặc biệt là em chơi cầu lông giỏi lắm chị. À vậy hả? Em cũng hát cũng được. À. Còn khuyết điểm thì chắc nói ra nó cũng vui vui đó. Em ở Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Thì buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi. Trời đất ơi. Gì vậy? Cái tự nhiên mà chị. Sao? Dạ. Rồi ai thắng? Chắc là em to con hơn, cái tiếng chắc của em lớn hơn quá. Sao đâu, cái đó là cái trời cho. Nếu ai không làm thì ốm o gầy mò. Thôi bỏ qua đi. Em trai em có mấy mối tình rồi? Chắc là hai. Mới đây thì là chia tay thì khoảng 1.5 năm, quen từ 6 đến 7 tháng vậy đó. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó nhỏ tuổi hơn em tới 8 tuổi, trẻ con quá đó anh. Hai người không hợp nhau thì chia tay. Rồi bạn gái thì mấy mối tình em? Em có một mối tình chính thức cách đây cũng 5 năm rồi. Thì sau đó thì cũng bạn bè với người thân cũng giới thiệu em cũng quen thêm một người, nhưng mà quen được hợp thời gian ngắn thì không được tuổi. Kỵ là kỵ tuổi nào? Tí ngọ mèo dậu quá chị. Em tuổi ngọ nhưng mà tuổi tí. Em tuổi gì, con gì em? Dạ em tuổi Thìn tinh Long. Vậy được rồi. Nghĩa là không kỵ mà cũng không hợp. Dạ cỡ 50-50 á chị. Mà nhà chịu không chứ để mà công ta dạ, quen rồi. Có thể chịu tại vì 50-50 là được rồi, đó chị. Rồi vậy được. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn trai là không có bị nói. Nhưng mà như anh Quyền Linh thì được. Còn em anh giống nhau á. Với lại là không bị hô, không bị mớm, biết quan tâm chăm sóc cho em, với lại không hút thuốc. Không hô, không mớm, không hói. Xét về mặt hói. Thì hơi hói. Giống anh Linh đó chị Tường ơi.
À, để chút tôi coi gửi gì nữa. Xét về mặt món thì không có món. Xét về mặt hô đừng nói nguyên cũng không có hô. Dạ được. Ờ, xét về mặt mập thì có mập. Em thấy ổn không em gái? Dạ anh Linh coi giùm em là không biết anh coi cái anh gì Minh. Bây giờ nè em nói em không thích thói mà anh này anh bị hói rồi sao? Nhưng mà cỡ anh Linh là được. Cỡ anh hơn anh rồi sao? Hơi trùng bước tí. Hơi trùng bước ha. Hói thông minh mà sao tôi tức với sợ. Phụ nữ thích hói tôi nghe chữ hói là khó chịu rồi. Suy nghĩ kỹ đi. Dạ kìa để coi xem mặt như thế nào đó anh ơi. Anh này hơi hói dạ. Chút mà anh năng động đẹp trai á. Dạ. Nhìn chắc chắn lắm nha. Dạ. Anh rồi. Có hút thuốc không anh? Hút thuốc không? Dạ không em. Không có. Dạ Nhậu được không em? Dạ được. Em biết nhậu không? Cũng được anh. Cũng được ha. Chịu dạ. Đó anh ơi. Chịu không? Chịu. Rồi được á. Vậy bên kia đưa ra cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi chị. Da dạ. Trắng. Tóc thì ngắn dài thì cũng được. Thon thon xíu đi. Tại vì em cũng có cái kilo á. Em tròn tròn. Mẫm mỉm ha em. Nó cũng gần tới đó rồi đó anh. Chứ hứa vậy là được rồi. Chuẩn rồi. Hơi hói hói thôi ha. Hói hói mà hói này hói màu đen. Hói có quéo quéo dạ, nữa ha. Cái này di truyền á chị. À không có sao cả. Khi nào đám cưới? Nếu mà hợp thì 1-2 tháng hay là cuối năm làm được liền rồi chị. Em cũng gấp lắm rồi. Mắc gì gấp? Chị thích có con. Thích trai hay con gái? Trai gái đều được nhưng mà chắc phải đẻ nhiều nhiều cho vui. Anh có bệnh? Anh có bệnh? Không dạ. Dị người không anh? Bệnh gì em? À, em có bệnh, dị dạ, người. Tại vì em nghe nói là muốn có con liền á. Tại vì thường thường. À vậy hả? Không không bệnh là chắc chắn không có. Trời ơi câu này có sâu sắc hết dữ hồn, hỏi cái hết hồn à. Tôi cũng hết hồn nữa. Có dạ. Làm dâu không nè? Thật ra thì em chỉ còn sống với dì ruột thôi. Mẹ thì mất rồi. Dì em dễ lắm. Cho nên cũng không có làm dâu gì nhiều đâu. Rồi Vĩnh Long đi qua Đồng Tháp với ẹt chứ gì. Bây giờ mình gặp người thân cái coi nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em trai với đứa cháu gái. Dạ chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Chào quý khán giả, em tên Long. Em là em trai cô cậu của chị Hoàng Anh. Chị Hoàng Anh á thì ở nhà nói chung là thích nuôi mèo lắm. Nhưng cái gì cũng tốt, chỉ có điều là có tính trẻ con cho nên cần một cái bờ vai rộng để mà dựa vào. Thì em cũng cảm thấy anh là bờ vai cũng khá là rộng á. Hy vọng cho hai người cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn em trai. Anh đi với ai? Dạ em đi với dì ruột của em và hai người em họ. Chào dạ. Dì. Chào dì. Chào MC. Vui không dì? Dạ vui. Dì thấy sao cháu dâu bên kia được không? Em chào dì. Cháu thì cũng dễ thương đó. Nhưng mà tùy theo con chọn thì cưới được chỗ nào thì dì chịu chỗ đó. À sao thì dì vui vụ gì mà dì cười dữ vậy dì? Thấy vui. Thấy vui hả? Thấy cháu quá. Mình lên đây là thấy vui ha? Vui. Có ý kiến gì em gái? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Nói về anh em á, thì nói chung là đi ra ngoài thì rất là được nhiều người bạn bè rồi đồng nghiệp quý mến. Dạ. Bạn thì nhiều mà bạn chung giường thì chưa có. Chị bên này á, thì em thấy là cũng hiền. Thì coi như là đến đây thì em cũng hy vọng là anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Em xin hết ạ. Rồi cảm ơn gái. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Đó, bắt đầu đi. Anh có món quà tặng em. Cái dạ. Này không? Dạ, em tặng anh. Dạ, cảm ơn anh. Sau khi mình mở màn ra rồi á, đúng bao nhiêu phần trăm là cái suy nghĩ ở trong đầu của em lúc nãy? Theo em nghĩ anh là một người vui tính, rất là tự tin, hài hước nữa. Em cũng thích một mẫu người hài hước vậy. Vụ hói thì, ổn em? Cái vụ hói thì không, cái này không có hói. Ổn mà, hơi, thấy được mà. Hơi cao một xíu. Tôi dán lên coi hói anh nè. Chán cao, chán cao. Thấy được cái thấy ta đẹp trai cái không hói đúng không? Hói dán là con nó hói dữ lắm chứ bộ. Dán là con nó hói dữ lắm chứ bộ. Có điều em ấn tượng cái béo béo vậy. Dạ, anh ấn tượng gì về em? Thấy em cũng dễ thương. Dạ, à. Em cũng hơi mỏng mỉm. Không, thật ra vậy cũng được rồi. Vừa chứ không không rồi. Dạ. Ví dụ như nếu mà có tí xa hơn nữa thì hai đứa cùng đi tập gym chẳng hạn. Dạ. Có thể tiến xa thì bao lâu mình có thể tiến xa hơn? Gia đình em cũng đang hối em dữ lắm. À. Cho nên là nếu mà tim em đập loạn nhịp hoặc là xét đánh đùng đùng gì đó thì
chắc là bao giờ cũng được. Bây giờ có sẹt miếng nào, đã đánh đùng đùng miếng nào chưa? Dạ chắc hơi tăng tăng một chút xíu. Tăng tăng hả? Anh làm sao chích miếng điện nữa cho cổ tăng luôn coi. Vậy em xin hát một bài tặng cho bạn nữ ha. Bài. Dạ. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc mỗi sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng. Mưa nắng là quên rồi, Loan ơi, Loan ơi. Em rồi. Cũng muốn gửi một bài hát đến anh, nhưng mà em hát một khúc có khi em cũng hơi quên lời. Dạ, không sao em. Dạ. Con đường xưa anh đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vu quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng huyền đôi mi, khóc theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Dạ, em xin dừng. Em hát hay. Rồi. Ta hẹn hò thế nào đó, mình tính trước đi. Em chỉ còn ở chung với mẹ em á. Nếu mà sau này mình có thể tiến xa, tiến đến hôn nhân á, thì anh có ngại như mà em đi giữa hai gia đình để lo chu toàn hết hai gia đình không? Cái chuyện đó không ngại đâu em. Dạ. Anh thì cũng sống với dì, anh thì đi qua đi lại thì gần thì nó dễ lắm. Anh có thích nuôi mèo không? Nuôi thì rất là thích, Sài Gòn á, anh không có nuôi. Dạ. Nhưng mà ở nhà thì vẫn muốn nuôi để đi về, chẳng hạn đi làm về có con vật này kia cũng vui. Vậy là anh không có ngại ha? Không ngại. Dạ, trời ơi, đừng có xúi con nuôi mèo. Đi làm về, mong gặp con người đi, không mong gặp con vật. Anh có hay ghen không? Ghen thật ra ai cũng có ghen hết á, nhưng mà ít hay nhiều là nó là ở chừng mực nào. Đôi khi em đi công tác xa, về hơi trễ vậy đó, chưa có lo cơm nước cho anh nhiều thì anh có cảm thấy... Cái đó thì mình phải nói trước. Dạ. Không? Ví dụ như cái công việc của anh về sớm được, anh vẫn nấu được. Nhưng mà phải báo trước nha. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau 15 giây các bạn cảm nhận về nhau và nói những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong lòng. 15 giây, bắt đầu. Thì mình đến đây là cũng cái duyên rồi. Dạ. Thì anh mong mình cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Để mình tìm hiểu, nếu mà không được thì vẫn làm bạn cũng không sao. Dạ đúng, em cũng mong thì chúng ta sẽ có những cái cho nhau cái cơ hội. Thì để mình tìm hiểu, thì nếu được may mắn thì mình sẽ tiến xa hơn, không thì mình được biết thêm một người bạn. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là để hẹn hò, để tìm một nửa yêu thương, để có thể tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta không cảm thấy đối phương phù hợp thì chúng ta không bấm nha. Không bấm vì bất cứ một lý do gì. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Dạ. Tay đi, hai người đứng sát nào. Dạ, xứng đôi ha. Rồi. Xin phép hai bên hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi bạn trai. Cho anh hẹn hò với gì nói là hôm nay tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau gì đi. Xin phép gì hôm nay tụi con được hẹn hò. Dạ. Vì vui lắm, vì cười thôi. Dạ. Anh không biết. Được không? Dạ được. Em thấy anh rung rồi đó. Rất dễ thương. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối.
Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Và quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ, Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Rồi, chúc chúng ta sẽ cùng đi chung một con đường quốc lộ 1 về miền Tây nha. Dạ. Chúc các bạn sẽ sớm báo tin vui chúng tôi nha. Dạ, dạ. Em cảm ơn Linh, cảm ơn chị Tường ạ. Rồi. Việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ. À, nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít nấu ăn được em ơi. Có con rồi anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Đó là thành công đầu tiên của cặp đôi thứ nhất thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả và bạn tham gia chương trình nè. Dạ, em tên là Đinh Thị Hoàng Yến. Năm nay em 27 tuổi, em là giáo viên trường mầm non ạ. Quê em ở Bình Dương ạ. Bình Dương, rồi giờ mình đang dạy ở đâu? Dạ, em dạy ở Bình Dương luôn ạ. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Lưu Hoàng Mẫn, năm nay 37 tuổi. Mình quê ở Bến Tre, hiện tại đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương. Công việc của mình hiện tại là nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công ty chế biến thực phẩm ăn liền. Rồi, hai bạn cùng ở Bình Dương thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ thì em nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của Mẫn nào. Dạ, ưu điểm là hiền lành và trung thực, vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm là hơi nhát, hơi ngại giao tiếp. Thỉnh thoảng là hơi suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ là suy nghĩ chuyện gì em? Dạ, thí dụ như mình đi ra đường hoặc mình đâu mình thấy có những cái gì mà nó không phù hợp hoặc là nó bất công đó. Thì mình muốn có ai đó là phải xử lý giùm. Em gái, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em sống là trách nhiệm. Khuyết điểm của em là em thiêu thùa may giá. Em ít lắm, em không biết ạ. Tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 4 mối tình và vài mối tình lẻ ạ. Rồi cái mối tình gần đây nhất chia tay bao lâu rồi? Dạ, mối tình gần đây nhất là em chia tay tới bây giờ là được 5 tháng rồi. Mới 5 tháng quên lẻ vậy em? Dạ. Mối tình đó quen được bao nhiêu năm mà dạ, chia tay 5 tháng? Quen nhau được 3 tháng ạ. Trời ơi, 4 mối tình mà có một số mối tình đơn lẻ chắc cả khoảng chục ha. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm trong yêu yêu rồi đúng không em? Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ, em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là chia tay cũng được 3 năm rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, mỗi người các em muốn tìm đó là người và của gia đình. Việc gì của phụ nữ làm được là người đàn ông làm được. Dạ. Hỏi anh bên kia, em hỏi ảnh coi anh có bị rượu thuốc lá. Dạ, anh có rượu thuốc lá gì không anh? Không em ơi, anh thì không có hút thuốc. Rượu thì bia thì uống ít chừng mực thôi chứ không có quá. Vậy việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ, nói chung là cơ bản là làm được. Nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít nấu ăn được em ơi. Có con rồi anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Tức là người đàn ông phải làm bất kỳ điều gì của người phụ nữ làm được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chỉ có đẻ là không được thôi. Dạ đúng rồi. Rồi bạn trai thì mình tìm mẫu người bạn gái như thế nào em? Em tìm mẫu người bạn gái là cũng hòa đồng, vui vẻ và sống chung thủy, xinh, dễ thương là được. Dạ. Siêu mỏng được không anh? Đừng ốm quá, cân đối là được. Đừng cân đối được. Vậy siêu dày được không? Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Ngủ nướng nhiều hay là ăn quà giặt quá? Ngủ nướng nhiều kệ người ta, nhiều khi người ta mệt ta ngủ nướng kệ người ta. Ta thích ta ăn quà giặt thì cũng kệ người ta, có gì đâu không thích. Ngủ ít thôi anh, tức là ăn quà giặt mà ăn từ cơm luôn á. Tức mà ăn ít thì không sao. Dạ. Hai cái không thích lạ quá. Cái này phụ nữ hay dính lắm đó nha. Ăn giặt ngủ nướng.
Thôi được rồi, anh coi coi đàn gái sao. Dạ chào. Ồ, anh chào ạ. Em gái. Dạ. Em có ngủ nướng không? Dạ không ạ. Có ăn vặt không? Dạ cũng có thỉnh thoảng ạ. Anh bên đây anh cần chăm sóc cho nó mập mạp chút xíu, anh cũng hơi ốm. Dạ. Ừ. Tại đây chăm sóc trẻ mà. Anh thích người ốm không? Nếu mập rồi ốm không sao hết à. Ừ. Không thích nhất người đàn ông là gì? Dạ là gia trưởng ạ. Anh này có gia trưởng. Anh không có gia trưởng đâu. Em ơi. Không nổi đâu, anh cũng hiền hậu lắm. Dạ. Anh có tính đàn bà không anh? Tính đàn bà không? Không không, anh bình thường. Tính đàn bà đàn ông là tính toán được chi ly. Anh không có cầm ràm đâu, anh rộng rãi phóng khoáng à. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có đàn bà không? Dạ không. Anh thấy được rồi đó. Nhưng mà bây giờ em làm dâu được không cưng? Dạ được, anh sẽ cố gắng à. Sẽ cố gắng đúng không? Dạ. Rồi. Dạ okay. Chào anh. Thường thường ta nói ốm yếu, anh ốm anh có yếu không? Dạ không, em không yếu, ốm mà khỏe. Sao biết không yếu? Em chơi được nhiều môn thể thao. Môn gì anh? Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông em chơi được hết à. Đâu anh hít đất thử em 10 cái thôi. Sâu dữ ha. Rồi được rồi anh. Khuyến mãi được luôn. Rồi được rồi. Hơi thở ổn định ha. Dạ. Quê mình ở Bến Tre. Dạ. Mình định là lập nghiệp Bình Dương luôn hay là sau này mình định về quê? Em làm ở Bình Dương, chắc sau này cũng lập nghiệp ở Bình Dương. Lập nghiệp Bình Dương luôn. Và ba mẹ mình còn dưới quê hả? Dạ. Lý do tại sao mà trước giờ anh chưa tìm được người yêu, anh có biết không? Có nghiên cứu không? Do một phần chắc mình cũng hơi kén một tí. Kén. Em không thích người phụ nữ mà trang điểm quá mức, hơi lè lẹt xíu thôi. Dạ. Bình thường là được. À, vậy là tốt quá rồi, một người đàn ông ốm nhưng không hề yếu nha. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với bác. Chào cô Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Thấy cháu gái này cũng dễ thương. Dạ. Nếu là nhà giáo thì chắc cũng biết lễ phép hiền hậu. Dạ. Dạ. Cô có yêu cầu gì, có tiêu chuẩn gì con dâu tương lai không cô? Dâu thì phải biết thương yêu cha mẹ, cha mẹ nào cũng vậy, cũng phải thương yêu. Dạ. Lễ phép kính trọng. Bác có ý kiến gì không bác? Cháu tôi nó hiền lắm. Dạ. Nó hiền nó mới ở tới với lớn mới lấy vợ. Chứ không thôi nó cũng nhiều cô lắm mà. Dạ, nhiều cảm cô ơn. Muốn lắm. Dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác. Hôm nay em gái đi với ai nha? Dạ em đi với mẹ em à. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Sương, là mẹ của bé Đinh Thị Hoàng Yến. Dạ. Cũng hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có. Em rất ngưỡng mộ anh Quyền Linh á. Dạ. Cô nhận xét sao với chàng rể tương lai bên đó? Bạn trai của Yến thì cũng hiền. Dạ. Nói chuyện thì cũng nhỏ nhặn đàng hoàng. Sau này hai đứa nó tìm hiểu ra sao mình chưa biết. Nhưng mình cũng rất mong là bạn trai nó, nếu mà sau này hai đứa kết hôn thì biết san sẻ việc nhà với vợ, gánh vác cùng vợ trong cuộc sống, đừng phân biệt là chuyện của vợ hoặc của chồng. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cô. Thôi, như vậy là các bạn được thuận lợi, hai bên gia đình cũng đã có những chia sẻ rất tốt rồi. Mình sẽ gặp nhau trong vòng vài phút các bạn nha. Mở rào. Mời bạn. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy em có siêu mỏng quá không? Không, anh thấy em cũng vừa. Dạ, dạ. Hai người về tẩm bổ cho nhau là vừa rồi. Dạ. Nấu món ngon cho nhau ăn mập mấy hồi. Dạ. Ví dụ như những lúc mà em mệt mỏi quá, em không thể nào làm được, anh có thể làm giúp em tất cả mọi thứ trong gia đình được không? Được, em có nói là ok. Anh kể cả giặt đồ hả? Thì giặt đồ anh cũng biết giặt mà. Hoặc là mình có máy giặt mình giặt vô. Bây giờ giặt tay không được à? Thì được, được thôi mà giờ điều kiện nó cũng phát triển rồi, mình có thể giặt bằng máy cũng được. Em nghĩ là giặt tay sẽ tốt hơn đó chứ. Thì sao cũng được. Thì anh muốn mình sẽ được gặp nhau trong một tuần mấy ngày? Nếu mà em rảnh được một tuần là hết luôn không? Anh hiện từng gắt rảnh được khoảng 2 ngày. Em làm các buổi tối và ngày chủ nhật. Anh cũng thường rảnh buổi tối nhiều hơn. Ừ, bạn trai có gì hỏi bạn gái đi, để bạn gái ngồi hoài vậy. Em thấy anh có vẻ hơi nhát đúng không? Nhát em lắm. Có thích chơi thể thao không? Em thể thao là cũng thích. Đừng có hỏi em thích đá banh luôn nha. Hai bạn giao lưu văn nghệ đi, cô giáo chắc là hát hay nè, mình hỏi ảnh thử coi, ảnh rủ mình chơi thể thao, mình rủ anh văn nghệ đi. Vậy anh có biết hát bài gì không? Em hát, anh hát tặng em một bài hát đi. Người yêu ơi, bao đêm anh thầm mơ bóng em đến, cùng với những tiếng hát thiết tha âm nồng. Và đêm nay trên cao bao vì sao sáng đang chờ, anh thầm mong bóng em dừng chân. Người yêu ơi, trên cao bao vì sao sáng đang chờ. Bài giai điệu lạ đó. Em lộn rồi.
Dạ, đến với chương trình này em xin đọc bài thơ do chính em sáng tác và em sẽ đọc. Dạ, bài thơ của em có tựa là Đợi Người Mùa Thu. Đợi gì mùa thu em? Dạ, đợi người mùa thu. Dạ, hiện tại là bây giờ là mùa thu. Mùa thu đất trời rực rỡ, một đó mây hồng chớm nở, vườn yêu hương sắc chờ ai tới, khách lạ đi qua xin ghé vào, trời hồng riêng đôi ta, dưới lá vàng rơi có chiếc hôn nồng. Mùa thu này có anh nha. Em thấy trái tim mình có rung động chút xíu nào chưa? Rung mạnh quá trời. Rung mạnh hả? Thấy cô gái trước có thích không? Dạ. Thích không? Dạ có thích. Giống đúng ý em không? Cũng giống được 80-90% mà. 80-90% tốt rồi. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn trai. Đây đây đây. Một lần nữa chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự trái tim mình đã rung động chưa. Chúng tôi không có quyền quyết định gì cả. Quyền quyết định bấm hay không bấm là do các bạn. Bấm là chúng ta trao duyên cho người đối diện. Chúng ta đang đối diện với bạn bè, ông bà, cha mẹ và hàng triệu khán giả xem. Chúng ta không thể dối con tim mình được nha các bạn nha. Quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho hai em. Được rồi đó. Nào, nắm tay đi. Nắm tay nhau nào. Nắm tay thấy sao? Ấm mát. Ấm mát hả? Rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng. Kỷ niệm ngày hôm nay. Đó, bác đồng ý rồi đó. Như vậy là hôm nay là ngày tốt rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn hẹn hò với nhau. Hy vọng tất cả mọi thứ nó sẽ phát triển tốt và nhanh đem đến một cái thông tin mới chúng tôi nha. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15.000.000 đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Chúc hai bạn sớm tìm hiểu với nhau, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Kính thưa quý vị và khán giả xem truyền hình cũng sẽ có cơ hội may mắn có thể nhận được một phần quà tặng, cũng là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu như trả lời đúng câu hỏi của chương trình trên kênh fanpage của bạn Muốn Hẹn Hò. Và khán giả may mắn tại trường quay sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Bây giờ xin mời quý vị hãy lấy cái phiếu may mắn của mình ra để xem hôm nay ai sẽ là người may mắn nhất. Số mấy đọc luôn cho. Muốn số mấy? Số mấy? Số 13 hả? 13. Trời ơi. Kính thưa quý vị và khán giả xem truyền hình cũng sẽ có cơ hội may mắn có thể nhận được một phần quà tặng, cũng là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu như trả lời đúng câu hỏi của chương trình trên kênh fanpage của bạn Muốn Hẹn Hò. Và khán giả may mắn tại trường quay sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Bây giờ xin mời quý vị hãy lấy cái phiếu may mắn của mình ra để xem hôm nay ai sẽ là người may mắn nhất. Số mấy đọc luôn cho. Muốn số mấy? Số mấy? Số 13 hả? 13. Trời ơi. Gì mà lật ngược lật xuôi vậy? Con số 2.
Kính thưa quý vị và khán giả xem truyền hình cũng sẽ có cơ hội may mắn có thể nhận được một phần quà tặng, cũng là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng, nếu như trả lời đúng câu hỏi của chương trình trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và khán giả may mắn tại trường quay sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Bây giờ xin mời quý vị hãy lấy cái phiếu may mắn của mình ra để xem hôm nay ai sẽ là người may mắn nhất. Số mấy đọc luôn cho. Muốn số mấy? Số mấy? Số 13 hả? 13. Trời ơi. Gì mà lật ngược lật xuôi vậy? Con số 2. Chúc mừng 02. Ai? Ai là con số 02? Mời rồi. Em bước lên. Rồi, đúng chưa? 02. Đúng chưa? Mời, mời em gái qua đây. Đây là một người khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay đã nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng, đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng em. Đúng quá vậy. Rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Quý vị hãy theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ. 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.